Chúng ta sẽ tạo ra tình huống để nhốt Cường ở lại một mình trong phòng. Cửa phòng có khóa bảo mật, chỉ có 3 người biết được mật khẩu này. Đó chính là ông Hoàng, cô Vân và bà Nga. Nếu như Cường mở được cửa, chúng ta sẽ có căn cứ để kiểm tra điện thoại ngay và có bằng chứng về việc Cường biết được mật khẩu hệ thống an ninh nhà ông Hoàng. Tiếp đó, chúng ta sẽ có cơ sở để kiểm tra toàn bộ thiết bị điện tử của Cường. Em đâu rồi? Anh à, em với mẹ phải về trong nhà gấp. Anh cứ ngủ đi nhá. Sau đấy thì em sẽ quay lại. À, ông thầy cúng bảo là bố em báo mộng gì đấy. Kêu bố gọi đúng tên em có chuyện cần dặn. Cái gì? Em bà cũng tin mấy chuyện đấy á? Thì cứ xem sao đã. Lát về em kể nhá. Vẫn. Anh cho em thêm một tiếng nữa thôi ạ. Chắc chắn là Cường sẽ ra ngoài. Cậu có dám đảm bảo an toàn cho cô ấy không? Hắn đã cùng đường, có thể làm mọi chuyện. Em biết Cường từ bé, chắc chắn là nó sẽ không dám làm những chuyện liều lĩnh như vậy đâu ạ. Không được võ đoán. Cậu nói hắn không liều lĩnh, thế còn cái chết của ông Hoàng thì sao? Anh Tuyển, em xin anh đấy ạ. Nếu như em sai, em chấp nhận kỷ luật. Đây là mạng người, cái án kỷ luật của cậu thì khắc phục được gì? Chậm trễ chỉ khiến cho đối tượng có nhiều cơ hội ra tay. Chính tôi này cũng đã từng... Ô, hệ thống vừa kích hoạt mở cửa. Là sao nhỉ? Có thể là Vân đi ra ngoài không? Không phải. Không thấy cô ta ở ngoài hành lang. Tình hình trong đấy thế nào rồi? Báo cáo, vẫn chưa có động tĩnh gì cả anh ạ. Anh, em nghĩ là chúng ta nên kiên nhẫn, đợi thêm một lát nữa. Vân. Vân ơi, nghe anh nói này. Anh có nước khoái ở đây rồi. Nhưng anh nói thật là anh không muốn đưa cho em bởi vì anh không muốn em dùng nó. Em tin anh đi. Bây giờ anh sẽ đưa em dùng một ít để cho em bình tĩnh lại. Mình cần phải nói chuyện. Vân, mở cửa ra đi. Anh thôi anh... đi. Anh đừng hòng lừa tôi nữa. Anh đang cầm nó trên tay đây. Bây giờ em chỉ cần mở hé cửa ra thôi, anh không cần vào đâu. Em dùng một ít đi rồi mình nói chuyện tiếp. Vân, em mở hé cửa ra đi, anh sẽ đưa cho em.